Ôi, nhưng mà xua cái kẹo này dài không? Mình thử tháo xem có dài không nhá. Wow. Em kéo để chị quay. Wow. Trời ơi, từ em đứng xuống luôn đó chị ạ. Wow. Wow. Ốc đứt luôn. Em làm chị bay xuống đất từ bây giờ làm sao ăn được nữa. Em bảo là lên đây. Nhìn đây. Bao phết nhỉ. Kẹo cao su thế này. Đây mà là kẹo cao su. Thổi bong bóng to lắm. Nào chị bé lên đây. Cái kẹo cao su này mà giống như hôm hai chị em mình xem mày đúng không? Chị chưa được ăn cái kẹo này bao giờ luôn. Sao nó không ra được? Đúng rồi, nước. Nhìn đây này. Làm sao? Cầm vào đây. Thế nó có cái lỗ này, chị tưởng là nó dốc kéo dốc một. Một phát. Ừ. Đây nè. Bên này nữa, lại đồ ngốc. Bên này nữa chú. Đâu được. Xem nào. Không có. Kéo mạnh là được hả? Đấy, trời ơi. Đây là kẹo cao su hả? Ngon quá. Ngon không? Ngon. Đây, bây giờ để nó ra như này đúng không? Kéo ra. Ui, kẹo cao su này mà chị em mình hôm trước xem bảo là bao giờ chị em mình mới được ăn. Thế mà hôm nay đã được ăn rồi nè. Mềm thế. Mềm hơn kẹo cao su của chị mua ăn luôn đấy. Đã bảo thằng xin nè. Kẹo cao su này là của nước nào không biết nhờ. Nước ngoài em ơi. Nước ngoài. Tây à. Ủa em. Có thú này. Ủa. Mới nhà thì đã tội đúng rồi. Chị đang học thổi mà. Vừa thế nó thổi phát nó quạt cháy ra luôn. Kẹo này nhiều ngọt mà mềm thế. Ui, nhưng mà xua cái kẹo này dài không? Mình thử tháo xem có dài không nhá. Em kéo để chị quay. Trời ơi, từ em đứng xuống luôn đó chị ạ. Ốc đứt luôn. Trời ơi. Ủa, không được ngon nhỉ? Chị chưa ăn kẹo cao su nào ngon như này luôn. Thế này chị em mình có mà ăn đến mấy ngày mới hết luôn. Từ từ nhá, cầm để chị cuộn. Kẹo cao su này thích thế. Chị có mẹ kẹo cao su này mềm. Su ơi su. Cuộn xong chị bảo cái này. Kẹo cao su này còn cao hơn cả chị luôn ý. Mấy mét cơ mà. Em xuống đây lúc nào cũng được mẹ mua cho toàn đồ ăn ngon này. Ngon đúng không? Chị chưa bao giờ thấy em nhai kẹo cao su ngon như thế luôn, chị nhiều lắm rồi. Ngon thật luôn. Này, ngồi đây. Quá. Ta vào đây thôi, kéo thử thôi. Chị cầm như thế tí nữa nó chảy hết ra tay ấy. Và cái hộp như này cũng đẹp cơ nhỉ. Đúng không? Cá sấu luôn. Cái đấy để cắt em. Nào, chúng mình lại cho được vào. Wow. Lại đây vào, lại nào hộp mới luôn. Xui hộp. Này, em cầm đây. Chị đi về đây. Làm sao? Làm gì? Chị về thì bỏ mẹ chứ mua cho chị một hộp nữa. Đến ôi, chị thích mà. Em à. Sao? Đây cho hẳn hộp mới luôn. Ôi, chỉ có em mới hiểu chị thôi. Trời ơi, cái hộp mới nguyên luôn này. Chưa ăn hộp nào á. Nào, đây hai đứa mình ăn chung hộp này. Hộp này cất đi để dành nhá. Nó hết thứ nhất nặng, không ăn. Thôi đây, em thổi thử, em có biết thổi không? Chắc không. Chị dạy nhá. Em bẹp cái sợi áo thua. Chị mới học nên là chưa thành công. Không biết. Chị hôm nay không thổi được á. Em à.
Thôi mẹ, mãi không thổi được thôi. Mở mồm á, đi về nhà chị đi. Mình học sau, ăn này ngon thật đấy. Chị mềm ơi, đúng không? Công nhận vừa mềm mà vừa ngon nhỉ. Sao lại kẹo ngon thế nhỉ? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và sắp